Xin mến chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Huỳnh Trung đang có mặt tại miếu Ông Bổn của An Giang. Thì hôm nay Huỳnh Trung sẵn chuyến đi An Giang thì nán lại để ghi hình cho cô chú anh chị mình. Ở đây thì có một cái bằng miếu Ông Bổn của chú anh chị thì ông sẽ về sát. Bây giờ Huỳnh Trung mời với cô chú anh chị mình theo dõi video ạ. Thank you.
đồ không?